Ôi, đằng kia mình thấy có con gì đang tới ấy. Ui, bạn ông ơi, con gì mà hai cái tay nó nhau lên thế kia? Nhìn như kiểu con thỏ ấy. Đây đúng là con thỏ rồi. Đây giống như kiểu Labubu của bạn ạ. Thôi, cá mập, biến thành cái đầu cá mập màu hồng rồi. Wow, bờ ao cạn hết nước rồi mà mình thấy rất đám hang này. Bây giờ móc cua ở những cái hang này có khi là có đấy. Thử hang này xem nào. Ui, hang này gì mà sâu thế? Hang này cũng không có. Wow, hang này có cái gì đây? Ui, một cái quả gì màu xanh nữa trước cửa hang này. Kỳ lạ nhờ. Đây như kiểu nào, quả gì đấy? Một quả ớt màu xanh à? Ồ, hình như ha. Quả ớt này mình thấy nó như là kiểu nó một cái bẫy ấy. Để mình mở ra xem nào. Ui, trong nhiều cá chưa? Wow, có một con màu đen nó nhảy ra rồi. Mình sẽ cho nó vào đây nhá. Trong này còn cá gì đấy? Cá màu cam à? Và màu trắng thế này. Toàn cá múm mím thôi. Đây này, con này trông nó béo mầm, trông nó hay chưa? Bụng nó lại còn màu trắng này. Wow, rất nhiều cá, toàn cá đẹp thôi. Chỗ này có quả màu đỏ cơ, rất là kỳ lạ. Ô, đây là một quả ớt màu đỏ này. Còn quả này là quả ớt màu xanh. Cái này nắp nó cũng bung ra rồi. Ồ, lại là một cái bẫy đây. Để mình mở xem nào. 1, 2, 3. Trong quả ớt màu đỏ toàn bộ là cá màu xanh hết. Đẹp chưa này? Mà những con cá này nó còn dẹt cơ. Đây là cá cánh buồm màu xanh nhé các bạn ơi. Ôi, mình phát hiện ra ở giữa ao có một cái gì ý. Nó cứ đang phập phùng này. Ủa, không biết là cái gì nhờ. Hay là con gì nó nắp ở sau cái tàu lá này đây? Để mình thử mở ra xem nào. Ui, cái gì đây nhở? Wow, một quả bóng màu hồng này. Ui, quả bóng này nó còn chạy đi được cơ. Chắc chắn là trong quả bóng này có con gì. Để mình phá vỡ quả bóng này nhá. Ui, chưa thấy con gì lên. Ôi, nó lên con gì đây? Một con cá mập. Eo ơi, cá mập màu hồng này. Ui, bạn mang thao đi bắt cá à? Tớ mang thao đi, đang định bắt con cá ở trên cây đây này. Bạn kêu hôm nay bị làm sao đấy? Mang chậu ra hứng cá ở trên cây á. Cá nó làm gì có ở trên cây, nó ở dưới nước cơ mà. Rõ ràng vừa xong tớ bắt con mèo ở trên cây đây này. Thế xong nè, cái đuôi cá nó quay ý. Để tớ tìm lại xem nào. Lại thật đấy. Có cái gì đây? Ô, con gì bạn ơi? Để tớ lấy xuống nhá. Có một con này này. Wow, nhưng mà con này nó có hẳn hai chân cơ. Bạn có biết đây là con gì không? Trông như kiểu nó một con khỉ ấy. Con khỉ nó vừa đi nó vừa qua trống này. Cứ cho con là con cá nó ở trên cây đi. Thế thì bây giờ không có cá nữa. Chứng tỏ con khỉ này nó ăn mất cá các bạn rồi. Khỉ ăn chuối ăn hoa quả cơ. Nó trèo lên cây hồng xiêm này á, nó ăn quả hồng xiêm đó bạn ạ. Con cá chắc là nó rơi đi mất rồi. Mà tôi thấy chú khỉ này á, chú có hai tay này, chú ấy gõ trống này. Đấy, này đầu thì đội một cái mũ màu xanh nước biển các bạn ạ. Mình trông như kiểu nó đội một cái xô bạn ơi. Giống như xô thật đấy. Hai tay á, con khỉ rất là to luôn. Mũi của nó màu cam này, lông của nó cũng màu cam cam các bạn ạ. Chân tay màu xanh, lá cây đấy. Đây này, có phải không? Đúng rồi, đúng cái đuôi màu xanh với màu hồng này rồi bạn ơi. Cái cá mập nữa, mang nàng cái cá đi đâu đây? Chắc chắn là ăn gì chứ làm gì nữa. Mau mau, chạy theo để cứu nàng trên cá. Đây này, con cá mập nó rốt nàng cái cá ở trong cái cúi màu hồng này. Chúng mình mau mau ra mở cúi để cứu nàng trên cá đi bạn ơi. Nhanh lên. Đi thôi. Ôi, đằng kia mình thấy có con gì đang tới. Ui, bạn ông ơi, con gì mà hai cái tay nó nhau lên thế kia? Nhìn như kiểu con thỏ ấy. Đây đúng là con thỏ rồi. Đây giống như kiểu Labubu của bạn ạ. Thôi, cá mập, biến thành cái đầu cá mập màu hồng rồi. Chạy đi, cá mập này hung dữ lắm. Nhanh lên. Ui, nó đổi tới đây rồi bạn ơi. Con mèo trắng, chạy đi. Chạy đi bạn ơi. Ôi, con mèo nó không chạy đi. Nó nhìn thấy cái đầu cá mập này lạ quá. Nó đứng nó nhìn kìa. Cái đầu đấy nó ăn mất con mèo này rồi. Chạy nhanh lên Kem ơi. Sao mà chạy chậm thế? Con thỏ nó lại đang đuổi đằng sau cái kia. Nhanh lên. Sao quá? Nó bám vào tớ rồi. Ôi, nhanh đi. Quay lại cứu tớ đi bạn ơi. Ôi, con thỏ kia, mau bỏ mình ra.
Ôi, mình bám vào vai bạn đây này, để mình kéo đi nào. Ui, vừa xong con thỏ vào đây, có khi nó ăn đàn chó con rồi ý. Bạn tìm xem còn không? Tớ không thấy đâu bà, chó mẹ này, chó mẹ đây. Thế là chó con đâu, mà sao chạy ra đây thế này? Chắc nó đang đi tìm con rồi. Ủa, nó cứ gửi gửi tớ mẹ ơi, lạ thật đấy. Ây ui, cái gì đấy? Chết rồi, hình như cá mập đang cắn chân mình như sao ấy. Ui, cá mập hả? Cá mập đâu, 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 đâu? Ở dưới chân thế này. Đây này, bạn xem con gì đây? Ui, mà con cua khổng lồ, để tớ hãy nó ra nhá. Ui, ui, được rồi. Ui, may quá. Eo ơi, cái càng to này nó cắp vào chân bạn. Ui, con cua khổng lồ này các bạn ơi. Nó cắp kiểu gì à? Mà gãy một tí càng của nó rồi này. Ui, cẩn thận đấy, nó vẫn cắp nữa đấy. Bạn phải bắt ở trên lưng nó cơ. Ui, nó rất là hung đấy. Ui, kia kia kia. Ui, con cua này quá là hung hăng luôn các bạn ạ. Mình cho nó vào trong xô đây để cho nó đỡ cắn nhé các bạn nhé. May quá, mình cứ tưởng có cá mập nó cắn, hóa ra là con cua này thôi. Ơ, đàn chó con của bạn đây này. Để tớ xem nào. Nó vẫn còn nguyên, chưa bị mất đâu. Ui, vẫn còn nguyên hay sao bạn ơi? Đúng rồi, ui, con này thì vẫn còn đang say sưa ngủ này. 1, 2, 3, 4, 5 con, đủ rồi bạn ạ. Ui, sợ quá, vừa xong con thỏ, nó làm gì ở đây ý? Nó chạy đến đằng kia rồi, mà ở đây là cái gì đây? Có khi nào nhà mình còn mấy con mèo nữa, nó nhốt hết vào trong cái thùng này không? Để mình thử mở nó xem nào. Ui, ui, nó động đậy kìa. Ui, cái vùng này nó động đậy này các bạn ơi. Ui, có cái con gì, màu hồng kia. Màu hồng quá, cứ lẻ, đổ cá mập đi. Quái vật kia, nó rốt hết mèo thì bạn nó đây rồi. Rất nhiều luôn. Đây này, wow, hẳn 4 con liền. Đấy, nó chạy ra hết rồi. Thấy nhà tớ nhiều mèo không bạn ơi? Đây này, bạn này mèo này bé nhất này. Đấy, thấy chưa, bạn mèo này bé nhất nha. Xinh ơi là xinh luôn. Còn đây là bạn mèo trắng, vừa xong à, bị cái con cá mập nó cắn đấy các bạn ạ. Wow, còn đây á là chú mèo cho nhà mình đấy. Chú này á, nổi tiếng là tham ăn, nên là rất là bự bẫm ấy các bạn ạ. Cuối cùng á, là bạn béo bự bẫm này này. Đây là con mèo to nhất. Ui, chú cún ra nào. Để mình giới thiệu con mèo nhà mình cho bạn ốc. Thấy chưa bạn ốc, thấy bạn mèo này to nhất chưa? Đúng rồi, con mèo này rất là to luôn. Đúng rồi, con mèo này còn trông được nhà cơ bạn ạ. Kém ơi, mình phát hiện ra con cá mập, hình như nó trốn ở dưới bùn đấy này. Wow, wow, wow. Ở trong rãi ở mồm nó ấy sao ấy. Ui, nó trốn ở dưới đây rồi. Toàn màu hồng thôi bạn ơi. Linh láng nước màu hồng. Wow. Để mình chộp nhá. Bạn chộp chân nào. Wow, bắt được rồi này. Vẫn còn dây lắm. Ui, để tao giúp nào. Ui, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Cố lên, cố lên. Có được không bạn? Được rồi, tóm nó rồi. Tóm được rồi à? Ui, con này to lắm. Mình tóm được cái đầu của nó rồi. Wow, bắt được nó rồi này. Nhưng mà không nhìn thấy con gì. Bỏ vào đây thì phải rửa thôi bạn ơi. Sao cá mập gì mà người dài thế này? Tớ thấy không phải màu hồng đâu bạn ơi. Đây là màu vàng. Ôi, không phải cá mập rồi. Sao nó có đuôi to thế này nhở? Wow, vàng ươm luôn. Đây, cho thằng cái ao này đi. Cho sao ao nước sạch cái xem nào. Nó là cá gì đấy? Con gì đấy? Wow, wow. Một con cá tre vàng các bạn ơi. To đẹp nhờ. Wow, rất là to luôn. Mà, con này à, mũm mĩm lắm. Wow, mắt của nó rất là nhỏ này các bạn này. Ui, trơn chưa này. Wow, người của nó trơn bóng luôn các bạn ạ. Mình phát hiện ra chỗ này á, nó còn nhiều màu hồng hơn nhiều. Ui, đúng rồi đấy. Chắc chắn nè, con cá mập trốn ở chỗ này rồi bạn ơi. Không thấy đâu đậy gì kem ơi. Ui, ui, nó lết to chưa? Nó lết to chưa này. Con cá mập ở đây đấy bạn ạ. Thế thì lần này nó ở chỗ này rồi. Bạn phải chụp cẩn thận nhá. Hình như nó nghe thấy chúng mình nói. Không thấy nữa, đâu đậy gì đâu. Bây giờ mình sẽ lấy hai tay mình chụp nhá. 1, 2, 3. Wow, được ui, không? Ui, ui. Cái gì đây? Kéo ơi. Ui, ui, con cá mập to thế à? Đây rồi, cái đầu của nó đây này. Wow, may quá bắt được rồi. Chúng mình rửa xem nào. Bạn ơi, để nó đây. Bây giờ chúng mình sẽ dội nước xem nhá. Đây, để mình dội nước xem nó là con gì nhá. Đấy, bạn dội đi xem em nào. Em xem bắt được cá mập rồi. Ui, không phải rồi bạn ốc ơi. Con gì mà chui được ở dưới bùn đấy? Con gì nó chui sâu dưới bùn đấy? Hình như con ba ba ấy bạn ạ. Ồ, không thấy động đậy gì bạn ạ. Ui, chắc là ba ba nên nó không động đậy rồi. Nó thụt hết đầu cổ vào rồi. Đầu của nó ở đây sao cơ? Wow. Không phải ba ba đâu kem ơi. Ba ba thì cái mai của nó phải mềm cơ. Đây là một con rùa đấy. Rùa nó chui được cả dưới bùn đấy bạn ạ. Wow, tôi thấy cái đầu của nó rồi kìa. Wow, con rùa khổng lồ to lắm bạn ơi. Wow, con cá tre nó ra kìa. Đây, mình cho bạn rùa vào nhá. Cho bạn rùa vào cùng cá tre cho nó chơi cùng đi. Wow, con gì nó đang trườn xuống bùn này bạn ơi. Ui, ơi, nó đang chui xuống kìa. Thôi, thôi, nó trườn xuống rồi. Cố lên, cố lên. Để mình phải lôi nó lên xem nào. Con gì mà trơn thế nhở? Ui, đây này, con gì ấy? Wow, to thế. Đây. Wow. Con này cũng chui được xuống bùn đấy.
Đây à, là con lươn đấy các bạn ơi. Một con lươn này, to wow, chưa? Rất là to luôn này. Wow, người nó đấy đang trườn đi kìa, hay chưa kìa. Ấy, nó trườn rất siêu. Hình như con quái vật thỏ này nó tức giận rồi. Nó đang đánh con cá mập này. Đúng rồi, con cá mập đấy nó mà vung ra làm mèo ra hết đấy các bạn ơi. Thôi, nó đánh con cá mập bé tí 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 rồi. Ôi, con cá mập làm bất động rồi bạn ơi. Ôi, mình thấy ở trong đầu nó ra những con gì đây? Wow, con cua bạn ạ. Một con cua càng to chưa? Còn con này nữa này. Wow. Ôi, con này hay thế. Cái càng này nó bé tí 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 này. Đúng rồi, hai cái càng này bé không to được như cái càng cua này. Đây là con cua đực bạn ơi. Đây là cua cái mai của nó to chưa này? Cái yếm đấy, cái yếm nó to hơn. Đúng rồi, còn trên lưng mới là mai các bạn ạ. Mình bắt được hai bạn cua rồi này. Mình để mình xem còn con nào không? Bạn kiểm tra xem còn không? À, vẫn còn một con nó trốn ở trong này. Nào để tôi lấy ra. Kéo nó cắn đấy bạn ơi. Ui đúng rồi, không được thò vào miệng cá mập đâu. Wow. Ui cẩn thận đấy, nó tha cả cái đầu cá mập đi này. Wow. Wow, ôi, thôi chui vào. Để mình đổ nó ra nhá. Bạn đổ nó ra đi. Wow, đây cũng là một chú cua cái luôn các bạn ạ. Ba chú cua con cá mập ăn vào bụng này. Cái đầu cá mập này ha, nó có màu hồng nhìn rất baby sặc sỡ. Nó thu hút các con vật đấy các bạn ơi. Nhưng mà cái mắt của nó nhìn rất là hung dữ. Và cái hàm răng nữa này. Hàm răng của nó là có hai hàm riêng biệt và rất là sắc đấy các bạn ạ. Đây là cái vây nhọn nó nhô lên. Mình sẽ bắt con cá mập này vào nhá. Mình thấy nàng tên cá vẫn ở đây. Mà cái con quái vật thỏ nó đi đâu ý? Ui, may quá. Tớ lấy cái gậy thần này nhá. Tớ sẽ bảy cái cúi ra để cứu nàng tiên cá nào. Nàng tiên cá ơi, hãy đợi chúng mình nhá. Nào. Ui, nặng lắm bạn ơi. Ui, nặng có quá. Được không? Nặng quá. Ui, may quá. Ra được rồi. Cúi bay rồi bạn ơi. Nàng tiên cá chạy đi. Mau chạy đi đi bạn ơi. Ui, may quá, nàng tiên cá đi rồi. Mà ui, con thỏ nó phát hiện ra rồi. Nó đang tiến tới. Sợ quá bạn ơi. Ui, tớ sợ lắm. Không biết được cái gậy này có tiêu diệt được không. Ôi mai chưa, vừa hay cái cúi nó rơi xuống, nhốt được nó rồi. Yeah, thế chứng tỏ là con thỏ nó tự hại nó bạn nhá. Con thỏ quái vật ý, thực ra là một con la bu bu đây này. Con này nó biến thành con thỏ quái vật đấy bạn ơi. Đúng rồi đấy, hai tay của nó vẫn rơi nhọn lên, miệng của nó rất là nhiều răng các bạn ạ. Mai chưa, vậy là hôm nay chúng mình cứu được nàng tinh cá và một đàn mèo đấy. Đấy, nàng tinh cá đang ra ao rồi, mà hình như nàng tinh cá định nói cái gì ý. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, bây giờ mình nằm xuống dưới sau đây.